Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành công điện số 03 ngày 6 tháng 10 năm 2021 về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu lãnh đạo các sở ban ngành đơn vị địa phương bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố, chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng triển khai các phương án, kịch bản ứng phó, nhất là sơ tán nhân dân ở các khu vực trũng thấp có nguy cơ bị sạt lở đất. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục thực hiện việc nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi liên lạc với phương tiện đang hoạt động trên biển để khuyến cáo tìm nơi trú tránh an toàn, phối hợp với Sở Công thương, Ban quản lý ô thuyền và Cảng cá Thọ Quang, khẩn trương di dời các tàu kinh doanh xăng dầu ra khỏi ô thuyền trước 12 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2021 để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Bộ chỉ huy quân sự thành phố bộ chỉ huy bộ đội biên phòng công an thành phố triển khai phương án phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng lực lượng phương tiện hỗ trợ các địa phương triển khai ứng phó với thiên tai sở xây dựng chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các quận huyện các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai phương án phòng chống ngập úng chỉ đạo tổ chức bơm chống ngập ở khu vực nội thành tránh để xảy ra ngập úng đô thị sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với sở du lịch và các đơn vị liên quan hướng dẫn các tàu du lịch trên sông hàn neo đậu an toàn Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo hướng dẫn xét nghiệm sars cov 2 cho tất cả thuyền viên tàu cá vào tránh trú bão trên địa bàn thành phố. Các ngành đơn vị chức năng, lực lượng liên quan khác căn cứ nội dung nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới theo tình hình thực tế.